Thanh Tính xin chào quý cô chú anh chị em trên hội chăn nuôi bò ha. Hôm nay chạy có 4 con bò ha. Hôm nay em sẽ lên 4 con bò này cho cô chú anh chị em ha. Đây, con bò mới về nha cô chú anh chị em. Con ba bê xám này quá trời luôn, dần xương dần sóc, bò này kịch cộng dài đọt ha cô chú. Hai con ba bê xám, ba con bê, một con xám. Ý, một con bông, hai con xám ha cô chú anh chị. Mấy con muối tiêu móc móc này lớn con dữ lắm ha. Anh chị em nào mà có nuôi mấy con muối tiêu này biết ha. Xương sóc kịch cộng ha. Quá trời mấy con bò này đúng ha. Tiền nào thì bỏ nấy thôi cô chú anh chị ơi ha. Nhưng bò này mới về nè cô chú anh chị ha. Con bò này nó thả đồng không ha. Mẹ nó ăn đồng ngoài đồng không, thả đồng không, thả lan cho nên bò này nó hơi nhát ha. Mới vô dây ha cô chú anh chị, nó hơi nhát bò xíu. Xương sóc rất là to nha cô chú anh chị. Về xương bò này rất lực cô chú anh chị ạ. Bò ba bê này rất lực, rất dài đồng ha. Rất đẹp bò luôn cô chú anh chị. Thấy chưa, kịch cộm bò lắm ha. Bò này chiều cao là 1m06 gì đó nha. 6 tháng rưỡi bò cô chú anh chị, bò này lớn bò ha. Nhưng mà bò này không ăn thức ăn hung nha. Nói trước à, tại vì bò này thả lan không à. Không thả gừng, thả quỳ đồng không nha. Đó, cái bản đùi của bò này cực kỳ luôn ha. Bò này đẹp lắm cô chú anh chị. Giải đất nữa nè, nếu mà bò này nó ăn thức ăn đàng hoàng, bò này lực bò lắm. Thì lưng nữa nè, mỗi gan cho chú anh chị thấy không? Gan đó không? Bò này rất lực nha. Xương sóc đít khô rất là đẹp bò nha cô chú anh chị. Màu muối tiêu móc móc ha, đen bông á, sắp bông hết cô chú anh chị. Bò này rất tốt bò ha. Rồi, con số 2 là con xám hết cô chú anh chị. Xám này xám đầu chuỗi ha cô chú anh chị. Bò này em rút dây thả ha. Bò này có giá là rẻ tiền lắm nha cô chú anh chị. Bò em hiện tại lô này là có giá từ 15.500.000 ha cô chú anh chị. Anh chị em nào mà có nhu cầu thì đến trả xem ha. Ngày mai chạy bò về tiếp tục nha cô chú anh chị. Hôm nay thì chạy sức về được bao nhiêu đây thôi ha. Ngày mai thì có bò về nữa thì em sẽ lên clip cho cô chú anh chị em xem ha. Ngày mai mùng 6 tốt ngày cô chú anh chị em đến chạy xem ha, chọn lựa ha. Bò này bò xám ha, chiều cao 1m5 bò nha cô chú anh chị. Bò này em kêu giá với mình giá chỉ là 15.500.000 ha. Bò này ăn uống rất là tốt bò ha. Hai xám này rất đẹp nha cô chú anh chị. Bò này mới vô dây nó hơi sung sung, nó hăng hăng lắm. Về bữa nó dài, về bữa nó về cái là bắt đầu nó bữa hai nó thuần dây lại là ok nè cô chú. Tại bò nó chưa thuần dây á, nó hơi láo táo. Bò đít dây rất là đẹp bò nha cô chú. Bò này, nhưng bò này đít rất là đẹp bò ha. Xương sóc thẳng gan nha cô chú. Mặt nữa. Rồi, tiếp dàn kem ha, kem xương bự ha cô chú. Bò trong là bò bán rồi ha. Kem xương bự ha, chiều cao con bò này 1m12 bò nha cô chú anh chị. Đít bò này rất tốt ha. Bò này 7 tháng tuổi ha cô chú anh chị. Tiền nào thì bò này thôi. Dàn xương bò này xương cối nha. Ai thích xương cối thì bắt bò này. Bò này dàn xương cối hình thùng ha. Dữ bò lắm ha. Bò này rất pin ha cô chú anh chị. Bình thường cô chú anh chị thấy chạy em đâu phải lọt tọc mấy con này đâu. Hết bò đó. Hết bò đẹp rồi đó. Giá nhán cũng lửa luôn. Rồi cái này bao bì bông ha. Chạy em bán bò này với giá là 18.500.000 nha cô chú anh chị. Bò này thật ra là lúc trước nó tầm khoảng 16.500.000 thôi. Nhưng mà bây giờ thì nó không còn giá 16.500.000. Bây giờ vô nhà vườn mình bắt tầm khoảng là 17 triệu mình bắt được con bò này. 17 triệu mấy không mà cô chú anh chị. Nha, chứ 16.500 dễ gì, 16.500 sốc quá à. Thì dưỡng giờ kêu ghê lắm. Vô là nó kêu 20 không à, mặt xin trả. 18.500.000 ha cô chú anh chị. Bò này dây đít rất là lực bò ha. Bò này đẹp bò lắm cô chú. Anh chị em nào có nhu cầu thì nhắc mai luôn. Rồi chạy bò Thanh Tính ha. Bò này em bán 18.500.000. Bò này em bán giá là 19.500.000 nha cô chú anh chị. 19.500.000. Đáng lý là bò này. Bò này em bán giá là 20 năm vẫn bình thường. Bò này rất lực. Bò này rất ghê luôn. Nhưng mà em mua được miệng bán miệng ha. 19.500.000 cho cô chú anh chị ha. Bò này rất lớn con. Xương sóc tàn ghê lắm. Ăn bò này ăn xám hồn đậu lắm. Mỏ bự ha. Con nó thì nó chưa thuần dây, mới về ngày hôm qua ha. Bữa nay nó hơi thường thường rồi. Ngày mai bắt đầu nó mới chỉnh chu rồi. Con này thì mới xuống.
Bò này em kêu giá 19 triệu nha cô chú anh chị. Nên em bắt được hết ba con thì để giá mình một xíu ha. Bớt được chút đỉnh thì cho anh em ha, bò này ha. Cô chú anh chị em là bắt cặp này rất là đẹp bò ha. Con 15 năm, một con 19 triệu. Ha. Tiền nào thì cổ nấy thôi, mình đừng có so giá ha. Bò đẹp thì tiền khác ha cô chú anh chị. Anh chị em nào mà có nhu cầu thì đến Trại Bò Thanh Tính ha. Hiện tại trại em có 4 con này ha. Lâu trong thì mình bán ha. Sao mai giao cho khách rồi. Mời cô chú anh chị em nào mình có nhu cầu thì mình chọn lựa ha. Rồi. À quên, còn con này chứ. Con mập này thì mập này thì giá hay ít. Mập này phải thôi để à. Này mập này nó đang lên dữ lắm anh em, bò cắt sữa rồi mà em đâu có sợ mấy con bò này. Mấy con bò này càng để càng lên tiền. Bò này rất thịt. Bò này giờ chăm thịt cũng chơi. Chăm thịt là cô chú anh chị em thấy 18 triệu rồi. Bò hôm qua em đi lô bò đó là 18 triệu tạ đó. Không có bắt nữa. Bò cái thịt đó. Hôm qua em đi lô đó là 18 triệu tạ cô chú anh chị. Thật ra thì tụi em là nhà lái thì tụi em bán nó sẽ giá nó sẽ nói chung là không ép tụi em được. Em mới thật không ép tụi em được. Phải mình bán phải thôi à. Còn như anh chị em nhà vườn vô mà dần tâm lý yếu xíu. Tâm lý yếu xíu nó hù cái lời bán ngay. Bò này hai bò này tốt bò lắm cô chú anh chị. Bò này mình mua không bao giờ sẽ làm bò này. Hai anh chị em nuôi nữa. Anh chị em nuôi rồi nha anh chị em kiếm bò này. Cộng tin này cộng tin mới. Nó ăn rồi. Thấy không? Cái nó ăn nữa nè. Nó không ăn thức ăn nhiều nha cô chú anh chị. Hồng. Bò này ăn hồng luôn đó. Em mà đăng lên bò này là em mắc. Nhưng mà bò này mới gì nha. Mới vô dây mới thường dây ha. Rồi. Xin cảm ơn cô chú anh chị em đã luôn tin tưởng và ủng hộ Trại Bò Thanh Tính trong thời gian qua ha. À, những anh chị em nào mà có nhu cầu bò xài bò hoặc là đặt bò gì đó thì cứ nhấc máy gọi alo Trại Bò Thanh Tính với số điện thoại là 0389047298 hoặc là 0901212338. Khi cô chú anh chị em xem bò mà những cái video nào mình cảm thấy không thích đó, mong cô chú anh chị em bỏ qua đó. Ví dụ như mà lô sau mình cảm thấy ok thì mình bắt ha. Rồi, xin chào và xin hẹn lại cái video sau ha. Xin cảm ơn.